Hoa đây là một siêu phẩm máy ép cám viên S150 do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sản xuất. Trước đây, các dòng máy của công ty thường sử dụng những mặt sàng như 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly để phù hợp với những loại vật nuôi như ngan gà trên 1kg hay trâu, bò, dê, lợn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo bà con muốn làm thức ăn sạch cho những vật nuôi nhỏ như gà vịt úm, chim bồ câu, chim cút, thì sau bao nhiêu lâu không ngừng nỗ lực nghiên cứu, công ty đã chế tạo thành công dòng máy ép cám viên S150 sử dụng mặt sàng 2 ly. Với những thay đổi về phụ kiện cũng như tính năng, máy ép cám viên S150 sử dụng mặt sàng 2 ly đang là sản phẩm hot nhất trên thị trường. Mọi chi tiết cũng như giá của sản phẩm, bà con có thể tham khảo ở phần mô tả phía dưới clip. Máy sử dụng hộp cầu số ô tô, phần cấu đúc bằng gang giúp ổn định cường độ hoạt động, tăng tốc vận hành. Máy cho năng suất khoảng 50kg trên giờ với các nguyên liệu ép như bột cám gạo, bột đỗ tương, bột xương hay bột cá. Với đội ngũ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm, công ty chúng tôi luôn tự tin với chất lượng sản phẩm của mình trên thị trường hiện nay. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, giá thành là rẻ nhất. Mọi máy móc đều được bảo hành lên đến 6 tháng và tư vấn kỹ thuật trọn đời. Mọi linh kiện phụ kiện luôn sẵn sàng để thay thế. Công ty trách nhiệm hạn Bình Minh cam kết đưa lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty 0946249955 hoặc 0943479955 để được tư vấn miễn phí. Máy được sản xuất tại xưởng không qua trung gian, bảo hành lên đến 6 tháng. Và bà con yên tâm, khi hết bảo hành, công ty vẫn sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật tốt nhất dành cho bà con. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất dành cho bà con. Hãy nhấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo về những clip mới nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.